quán 6 ngày 6 món của cô Hoàng ha. Hôm nay hủ tiếu gà. Cái này 35 cô Hoàng á? Cái này 35, cái này 45. Cái này 45. Dạ. Cái này hả? Yeah. Thời gian. Bữa ăn đùi hả? Cho đậu hành cô Hoàng ha. Đây đây đây. Dạ dạ. Hai anh coi phim. Quyết bán xong cô Hoàng. Ờ, chị cho chị Quyết luôn nha. Đây đây đây, Hoàng cho Quyết nè. Rồi qua chè luôn, chè thân nha. Không sao, không sao. Chịu ơi. Hết chỗ. Và đây là đường Lãnh Minh Thăng, quận 11. Ngay bên góc tay phải có bán trái thì các bạn, rất là thơm. Tuy nhiên giá hơi cao, đây góc này nè. Họ rào bán tới 100 ngàn đồng một ký, giờ đó mình không có mua. Chạy tới đây là góc giao với đường Bình Thới ha, xong chạy qua kia luôn. Và bên đây chính là đường Ông Ích Khiêm, quận 11. Rồi, chúng ta quay về hẻm 86, ông Minh Kim. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ rưỡi trưa ngày 14 tháng 7 2023 ha. Trở lại quán cô Hoàng 6 ngày 6 món, hôm nay là hủ tiếu gà 86 số 9 ông Bích Kim, quận 11, nhìn đã lắm luôn á, đồng nha. Ủa bữa nay là chè này nữa. Cho hai tô cho cô hả? Dạ. Dạ quá trời dạ. Cái phần tôi đó đùi được không? Đùi chứ, cái đùi là cái này đùi luôn. Cái này đùi luôn không? Cái phần 35 là gà xé cô Hoàng hả? À, không, gà xé. Không gà xé. Dạ. Đây không hỏi không xé. Dạ. Thôi ha. Còn cái gà đùi nhiêu cô Hoàng? Gà đùi 45 nè. Gà đùi 45 hả? Vậy cho một cái tô là đùi, một tô là chặt. Cái tô 45 tô 35 á. Cho hình dung cho dễ. Quyết gà không? Quý thì quyết gà hả cô? Quyết gà hết em. Gà luôn. Quyết gà làm dạ. Gà. Xương heo. Ôi vô xương heo. Xương bán riêng ha, một cái phần xương như cô bạn. Wow, trời không, nào đi. Ồ chè, nhìn đã quá. Chụp luôn hả? Chè nữa. Chụp luôn hả? Giá nhẹ vô. Rồi đưa tôi đồ vô cho anh nè. Quá giờ thôi. Bên vừa chờ nó đi. Ồ, xe hơi vô đây luôn. Rồi sao nó chạy. Và tô của anh này bao nhiêu đó? À, cánh lòng 50 quá chú. 50. Cánh lòng 50 hả? Đúng rồi. À, có lòng. Bình thường có bao 50? 50, 150. Thì tô hủ tiếu mì gà. Cái này là cái đùi là 45, thêm miếng huyết là 5.000 nữa. Ở bên đây là cái tô thịt gà không thì 35, thì miếng huyết 5.040. Đã quá trời không? Đặc biệt cái đây có sa kén các bạn nha. Sa tế. Sa kén thì ăn nhiều lần các bạn chắc biết rồi ha.
ớt chanh. Đây mình quay cận cảnh hơn chút xíu phần sa cán nha, bạn nào chưa từng ăn thì nhớ ăn phần sa cán nữa là thôi. Rồi vô, ta đi quay. Bạn thử trước đi, tao ăn đi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, bữa nay thứ sáu rồi, tao ăn đến thứ năm rồi. Chưa ăn là chắc không biết ngon rồi đó, mà mày ăn thử coi. Dạ, đây là ta đó. Mấy dầu, đồng không? Mày ăn đi, ta ăn. Quý quý em dùng cái đũa em xóc cái phần còn một tiếng mì lên cái chứ. Cộng mì quyết của Hoa này quyết gà đó. Cộng mì đây có sử dụng là cộng mì trứng chứ không phải là cái cộng mì của người Hoa mà nó dài dài xịt xịt. Mì trứng thôi. Thứ hai là cái cộng hủ tiếu đây có sử dụng là cộng hủ tiếu dai. Thì có hai loại hủ tiếu, một hủ tiếu dai hoặc là hủ tiếu ướt. Hồi nãy mình dùng hủ tiếu dai nha. Đây, bây giờ các bạn xem này cái phần gà nè. Cầm một miếng gà là được mình quay đó, để cái phần da nó đẩy lên quay kỹ hơn cái phần da, cái phần da của gà, da gà đó, đó đó đúng rồi, đây vàng ươm luôn nè. Rồi ăn thôi, ăn bạn đi. Ok, đồng quá trời đồng luôn. Có hai cái quạt trong đây nó mát hơn bên ngoài. Rồi. Ở đây có một số người xem kênh đến ăn từ khoảng độ 1 giờ rồi. Mình ăn một phần hủ tiếu mì gà các bạn ha, thật sự là ngon. Cái ngon nhất chính là cái phần gà, đó là cái phần da gà. Và cái phần thịt gà cắn vô một cái rồi nó dai dai sực sực, nó ngọt và béo, rất thơm. Cái thứ hai là phần huyết gà cũng ngon luôn. Cái phần nước lèo của cái hủ tiếu gà này đậm đà các bạn. Đối với một số người ăn thanh nhạt thì nó sẽ hơi đậm đó. Cái cộng mì trứng thì nó sẽ không có dai, còn cái cộng hủ tiếu dai thì ngon. Ở đây cái phần sa cán sẽ rất là thơm và ớt rất là cay. Quý đây sao? Nếu một tô là 30.000đ. 35 á. Rẻ. Mà gà đó là gà ngon nha. Ừ. Nó phải gà công nghiệp. Xác định là gà máy dầu mà. Cái miếng huyết này em ăn rất là ngon. Ừ, huyết ngon lắm. Nó chỉ thua cái huyết dịch thôi chứ huyết gà thực sự rất là ngon luôn, dẻo mềm. Cái này là ăn như vậy là ok rồi. Thơm lắm á. Sa cán thơm quá trời. Mà hôm nay cái nước lèo nó hơi đậm á, người nào ăn thanh nhạt nó sẽ hơi đậm, đậm và đậm. Cái món hôm qua cái món bánh canh cua ngon lắm luôn á, rồi cái ngày đầu tiên ăn mà cái món cháo lòng với phần dồi chiên, trời dồi chiên cực kỳ xuất sắc. Bánh canh mộc với thịt thì bình thường, các món chè đều ngon. Một lát ăn xong sẽ có một chén chè. Ở đây là nhiều lúc không có chỗ ngồi. Đúng rồi, hơi nóng, ở đây hơi nóng. Vừa ăn vừa đổ mồ hôi. Ăn xong cái phần hủ tiếu mì gà ha, qua chén chè thân nè các bạn. Xong rồi. Có người đến quay phim nữa. Lấy cái muỗng múc lên cái Quỳnh. Cái phần chè thân nè. Đây sẽ thấy đậu phộng, thấy khoai môn, khoai lang, với lại cái kia là cái gì quên rồi, cái nấm mèo sắc mỏng mỏng dài dài. Ok ăn đi Quy, thử đi. Em lại ăn này, đợi em chút đi. Ok mày thử đi, mày thử xong đi. Mỗi người dài muỗng, mày lấy cái muỗng lớn à, tao lấy muỗng nhỏ cho. Đây, vô vô vô. Chè thân rất thơm ngon các bạn. Cái phần nước dưa ở đây béo vừa phải, phần ngọt đậm đà. Ở đây cái phần nguyên liệu, phần khoai ăn ngon. Tuy nhiên cái hạt đậu và đậu phộng á, nó vẫn chưa có bùi lắm. Với lại cái phần ngọt á, thì nó ngọt nhẹ nhàng. Chứ là nó không có ngọt gắt. Rồi. Nhưng mà xong trong các món chè bữa giờ ăn thì cái món này hôm nay vẫn là nó đậm hơn. Rồi ăn xong các bạn ha, bây giờ chúng ta chạy trở lại đường Lãnh Bình Thăng. Chúng ta sẽ đi về theo hướng của đường Dương Đình Nghệ và Sông Đức nha. Ngay bên góc tay phải chính là công viên Lãnh Bình Thăng.
Hiện tại trời rất nắng và nóng. Bên góc tay phải là một cây phượng ha, hoa phượng nở đỏ rực luôn. Và đây chính là đường Dương Đình Nghệ. Bên góc tay trái là trường trung học cơ sở Chu Văn An, rồi tiếp đến là trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền. Chạy ra tới đây là đường Sấp Đức nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chạy thẳng ra đường 3 tháng 2 luôn ha. Khu vực quận 11 này rất nhiều món ngon.